Xin chào tất cả các em. Ở video học hôm nay thì cô sẽ ra một cái video ngắn để hướng dẫn cho các em cái cách tách hạng tử trong cái phần bài tập phân tích đa thức thành nhân tử của chương trình đại số lớp 8 nhé. Cái bài phân tích đa thức thành nhân tử thì các em sẽ có bốn cách để ta làm. Cách thứ nhất là các em sẽ đặt nhân tử chung. Cách thứ hai là dùng hàng đẳng thức. Cách thứ ba là các em nhóm hạng tử. Và cái cách thứ tư đó là tách hạng tử chúng ta hay dùng. Đấy là bốn cách chúng ta hay dùng. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em cái cách mà chúng ta tách hạng tử. Vậy thì khi nào thì chúng ta dùng tách hạng tử? Khi mà các em không áp dụng được các cái phương pháp đặt nhân tử chung, không áp dụng được phương pháp dùng hàng đẳng thức, cũng như không áp dụng được nhóm hạng tử. Và trong cái phần tách hạng tử thì thường cái đề của chúng ta nó sẽ có ba đơn thức. Cô ví dụ như sau. Cái này là tách hạng tử nhá. Đây là cái phương pháp tách hạng tử. Và cái này thì nó sẽ áp dụng cho cái kỳ thi cuối học kỳ 1 chương trình đại số lớp 8. Có ví dụ một như sau. Ta có x bình, các em cộng với 8x, rồi các em cộng với 7. Vậy làm thế nào để phân tích cái đa thức này thành nhân tử? Khi mà phân tích thì các em sẽ phân tích cái ở giữa này. Các em sẽ phân tích cái số ở giữa này, tức là cái số có liên quan đến x này này, chứ không phải là phân tích cái hệ số của x bình, mà cũng không phải phân tích cái hệ số tự do. Các em sẽ phân tích hệ số ở giữa. Các em sẽ tách cái con này tức là con cộng 8, đúng không ạ? Lấy cả dấu phía trước của nó. Các em sẽ tách con dương 8 này thành hai số. Hai số mà có tổng chính bằng số ở giữa. Tổng chính bằng số ở giữa. Tích thì nó sẽ bằng con cuối nhân với con đầu. Hiểu chưa nào? Tổng bằng con ở giữa. Các em lấy cả dấu nhé. Tức là tổng bằng dương 8. Tích của hai số thì nó sẽ bằng cái số cuối nhân với hệ số của số đầu. Như vậy số cuối ở đây là số dương 7. Cái hệ số của số đầu không viết, tức là 1. Như vậy thì 7 nhân với 1 bằng 7. Đây là số 8, đúng không ạ? Như vậy tổng bằng 8 mà tích bằng 7. Thì chúng ta sẽ nhẩm thêm thử hai số nào mà có tổng bằng 8 tích bằng 7. Cái này yêu cầu các em phải biết nhẩm nhanh một chút. Thì chúng ta thấy là hai số mà có tổng cộng vào bằng 8 mà tích bằng 7 thì số đó chính là số 1 và số 7. Đấy chưa? 1 và 7 thì nó sẽ ra tổng bằng 8 này, tích bằng 7. Như vậy con 8x các em sẽ tách ra thành x cộng với 7x. Đấy chưa? Tổng hai số này, a cộng với b bằng 8 và a nhân b thì bằng 7. Tổng nó sẽ bằng cái số ở giữa, nhắc lại một lần nữa, tích bằng số cuối nhân số đầu, hệ số của số cuối nhân hệ số số đầu. Như vậy tổng bằng 8 tích bằng 7 thì hai số đó phải là, suy ra này, đây cùng nháp nhá. A bằng 1, B bằng 7, hoặc ngược lại là A bằng 7, B bằng 1. Tóm lại là một số bằng 1 và một số bằng 7. Như vậy ở đây các em sẽ tách cái con 8x ra sẽ bằng là 1x cộng với 7x. 1x thì chúng ta chỉ cần ghi số 1 thôi, đúng không? Như vậy ở đây sẽ bằng x bình này cộng với x này cộng 7x này cộng 7. Đúng chưa nào? Thế đến đây rồi thì các em sẽ ghép hai con này với nhau. X bình cộng với x thì có x là nhân tử chung, các em đặt ra ngoài. Trong ngoặc sẽ là x cộng 1. Được chưa? Hai số cuối các em cộng với nhau, ghép với nhau, đặt 7 ra ngoài, trong ngoặc là x cộng 1. Nhẩm lại này, x nhân x bằng x bình phương, x nhân 1 bằng x này. 7 nhân x bằng 7x này, 7 nhân 1 bằng 7. Như vậy đến đây các em thấy x cộng 1 là nhân tử chung, các em đặt x cộng 1 ra ngoài, trong ngoặc x cộng 7. Như vậy chúng ta đã phân tích cái này thành nhân tử là x cộng 1 nhân x cộng 7. Cô sang ví dụ 2. Ví dụ 2 ở đây, x bình trừ đi 5x cộng 6. Kem tách số nào? À, chúng ta tách hạng tử, tách cái số giữa này. Cái số giữa này tức là tách hệ số thôi. Kem tách cái con trừ 5 này. Tách số giữa thành hai số có tổng đúng bằng cái số giữa này. Như vậy A cộng với B bằng âm 5. Tổng bằng số giữa, tích thì bằng cái số cuối nhân hệ số của số đầu. Hệ số không biết gì tức là 1, 6 x 1 bằng 6. Như vậy tích
A nhân B bằng 6. Tổng bằng âm 5 mà tích bằng 6 thì hai số đó là hai số nào? Hai số đó sẽ là tổng bằng âm 5. Số thì chúng ta sẽ có là các số này phải là các số nguyên nhé, các số nguyên. Như vậy hai số đó sẽ là số trừ 2 và số trừ 3. Từ đây các em sẽ suy ra một số phải là trừ 2, một số là trừ 3. Có thể A bằng trừ 2, B bằng trừ 3 hoặc ngược lại. Trên này cũng thế này. A bằng 1, B bằng 7 hoặc là A bằng 7, B bằng 1. Nghĩa là chúng ta ngầm hiểu là cứ có một số bằng 1, một số bằng 7. Thế này thì ngầm hiểu là có một số bằng 2, âm 2 và một số bằng âm 3. Đúng không? Như vậy các em tách cái này ra thành hai số là âm 2 và âm 3. Vậy đây này, x bình trừ đi 2x này, rồi trừ đi 3x. Nhân đây, các em sẽ ghép hai số này với nhau. Hai số này thì có x là nhân tử chung đặt ra ngoài trong ngoặc x trừ 2. Hai cái này có trừ 3 là nhân tử chung, các em đặt ra ngoài trong ngoặc x trừ 2. Soát lại một lần nữa này, x nhân x bằng x bình, x nhân trừ 2 bằng trừ 2x, trừ 3 nhân x bằng trừ 3x và trừ 3 nhân trừ 2 bằng dương 6. Đúng chưa? Như vậy thì đến đây thì các em rõ ràng thấy nhân tử chung là x trừ 2, các em đặt x trừ 2 ra ngoài, trong ngoặc sẽ là x trừ 3. Ok chưa? Đấy, luôn nhớ tách. Khi mà phải bắt buộc dùng đến cái tách hạng tử thì chúng ta tách số giữa. Tách cái hệ số của số giữa thành hai số có tổng đúng bằng cái số hệ số của số ở giữa này, lấy cả dấu của nó này. Tích của hai số thì bằng cái số cuối nhân hệ số của số đầu. Tiếp theo, ví dụ 3. Ví dụ 3 như sau, cô có x bình cộng 3x trừ đi 18. Các em sẽ tách cái số giữa này. Tách số giữa thành hai số có tổng là bằng chính bằng cái hệ số của số giữa, tức là bằng dương 3 đấy. Cái số giữa này có hệ số là dương 3. Đúng không? Tích của hai số thì bằng cái số cuối này này, lấy cả dấu này, nhân với số đầu. Số đầu, hệ số của số đầu là không biết gì, tức là 1. 1 thì chúng ta không phải ghi. Như vậy âm 18 nhân với 1 bằng âm 18. Tích bằng âm 18 tổng bằng 3. Như vậy hai số đó sẽ là số 6 và số âm 3. 6 nhân với âm 3 thì bằng âm 18 và 6 cộng âm 3 thì bằng dương 3. Đúng không? Như vậy cái số này các em sẽ tách thành dương 6. 6 và âm 3 đúng không ạ? Tức là tách thành 6x trừ đi 3x. Đúng không? Như vậy hai số là có một số sẽ là trừ 3 này. Và số kia sẽ là số 6. Đúng không nào? Như vậy số 6 này tức là số dương 6 đấy. Như vậy chúng ta sẽ tách này, x bình các em giữ nguyên, cái số này các em tách thành dương 6x này, trừ đi 3x, được chưa? Đấy, cái này để tách thành dương 6 trừ 3, còn cái x này thì luôn đi kèm rồi, trừ đi 18. Đến đây các em cứ ghép hai số đầu với nhau, hai số cuối với nhau kiểu gì nó cũng ra. Như vậy mà bạn nào có viết trừ 3 lên trước nhá, cộng 6x, trừ 3x lên trước cộng 6x ra sau thì các em cũng ghép hai số đầu hai số cuối vẫn ra kết quả bình thường nhá. Đây có x là nhân tử chung, các em đặt x ra ngoài trong ngoặc x cộng 6. Cái này có trừ 3 là nhân tử chung đặt ra ngoài trong ngoặc cũng x cộng 6. Soát lại này, x nhân x bằng x bình phương, x nhân 6 bằng 6x. Đây là trừ 3x này, trừ 18. Đến đây thì các em thấy nó xuất hiện nhân tử chung là gì? Là x cộng 6 là nhân tử chung. Như vậy các em đặt x cộng 6 ra ngoài, trong ngoặc sẽ là x trừ đi 3. Như vậy là chúng ta vừa đi xong được 3 ví dụ. Cô sẽ lấy thêm cho các em một số các cái ví dụ như sau. Cô lấy ví dụ 4 này.
Cái phần này thì nó rất hay là có một ý ở trong cái đề thi của em. X bình trừ 5x cộng 4 đi. X bình trừ đi 5x cộng 4. Vậy thì các em cứ nhìn thấy ba số như thế này này thì chúng ta sẽ tách ra, không áp dụng được cái phương pháp dùng hằng thức thì chúng ta sẽ dùng phương pháp là tách hạng tử. Như vậy các em sẽ tách cái số ở giữa này này. Tức là tách cái con trừ 5x trừ 5. Trừ 5 tách thành hai số nào? Tách thành hai số có tổng của hai số chính bằng trừ 5, bằng số giữa. Tích của hai số thì bằng số cuối này nhân hệ số của số đầu. 4 nhân 1 bằng 4. Như vậy ở đây hai số của chúng ta sẽ có một số là bằng trừ 1 và một số bằng trừ 4, đúng không? Như vậy sẽ có một số bằng trừ 1 và một số bằng trừ 4. Trừ 1 cộng với trừ 4 thì sẽ ra trừ 5, mà trừ 1 nhân trừ 4 thì sẽ bằng 4. Cái vấn đề ở đây là làm sao các em nhẩm ra được hai cái số, hai số nguyên để nó thỏa mãn cái này. Lúc nào nó cũng ra số nguyên nhá. Như vậy ở đây các em tách trừ 5 này, trừ 5x thành trừ 1x và trừ 4x. Như vậy x bình này, trừ 1x thì các em có thể ghi trừ 1 nhân x, trừ 4 nhân x, đúng không? Đấy, hoặc bạn nào ghi trừ 4x lên trước trừ 1x sau cũng hoàn toàn được nhá. Cũng hoàn toàn được, các em thích đổi chỗ hai cái này cũng được. Và sau đấy cũng ghép hai số đầu với nhau, hai số cuối với nhau. Đây thì chúng ta có x là nhân tử chung, cô đặt ra ngoài. Trong ngoặc sẽ còn x trừ 1. Cái này là có trừ 4 là nhân tử chung. Trong ngoặc cũng là x trừ 1. Xót lại này. X bình phương này. X nhân trừ 1 bằng trừ x này. Trừ 4x này, cộng 4 này. Đến đây có x trừ 1 nhân tử chung. Trong ngoặc sẽ là x trừ đi 4. Như vậy chúng ta đã phân tích về nhân tử xong. Thêm ví dụ thứ 5. Ví dụ thứ 5 như sau. 3x bình trừ 5x cộng 2. 3x bình trừ 5x cộng 2. Như vậy các em sẽ phân tích cũng là cái số giữa này. Cái hệ số trừ 5 này này, các em sẽ tách thành hai số. Trừ 5x các em tách như thế nào? Trừ 5x các em tách thành hai số sao cho tổng, tổng của hai số chính bằng số ở giữa, tức là tích chính bằng âm 5. Tích của hai số thì bằng cái số cuối nhân với hệ số của số đầu, 2 nhân 3 bằng 6. Tổng bằng âm 5, tích bằng 6. Cô xem có nghĩ nó gần giống ví dụ 2 đúng không? Như vậy thì hai số đó sẽ là trừ 2 và trừ 3. Âm 2 và âm 3 thì có tổng bằng âm 5 và tích bằng 6. Như vậy một số sẽ là âm 2 và số kia sẽ bằng âm 3. Đúng không ạ? Vậy thì em tách này. 3x bình trừ 5x chúng ta tách thành trừ 2x trừ tiếp đi 3x. Đến đây các em cứ ghép hai số đầu với nhau, hai số cuối với nhau. Nếu các em đặt trừ 3x lên đây thì các em cũng ghép hai số đầu, và để đặt trừ 2 ra đây thì cũng ghép hai số cuối thì nó vẫn ra kết quả bình thường nhá. Đây có x là nhân tử chung. Trong ngoặc sẽ là 3x trừ 2. Cái này các em đặt dấu trừ ra ngoài thì trong ngoặc các em đổi dấu 3x trừ 2. 3x trừ 2 đứng một mình, các em mạnh dạn viết nhân 1 đi. Nhân 1 thì nó vẫn bằng chính nó thôi. Chưa? Có 3x trừ 2 là nhân tử chung, các em đặt 3x trừ 2 ra ngoài. Đặt 3x trừ 2 thì cái này còn x. Đặt 3x trừ 2 thì cái này còn trừ 1. Như vậy chúng ta đã phân tích thành nhân tử xong. Và chúng ta thêm đi lên một ý cuối cùng, ví dụ 6. Ví dụ 6 như sau. 3x bình phương trừ đi 16x cộng 5. Các em sẽ tách cái nào? Chúng ta tách số ở giữa này. Tách cái con trừ 16x thành hai số, tức là tách con trừ 16 thành hai số. Được chưa? Hai số sao cho có tổng đúng bằng cái hệ số của số giữa, tức là bằng đúng bằng âm 16. Tích thì bằng số cuối nhân với hệ số của số đầu. 5 nhân 3 15. Tổng bằng 16, âm 16, tích bằng 15. Như vậy
hai số đó chỉ có thể là số trừ 15 và số trừ 1 thôi, đúng không? Như vậy hai số đó chính là trừ 15 và trừ 1. Như vậy các em tách cái này ra, âm 16x thì em lại tách là trừ 15x, trừ tiếp đi 1x, được chưa? Trừ 15x trừ đi 1x bằng trừ 16, đúng không? Đến đây các em ghép hai số đầu, hai số cuối. Cái này sẽ là 3x này nhân với lại là có 3x nhân về chung. Như vậy 3x thừa số x trừ 5. Cái này đặt dấu trừ ra ngoài, trong ngoặc cũng là x trừ 5. Đứng một mình thì các em cứ mạnh dạn ghi nhân 1 vào. Vần này là vần là nháp nhé. Như vậy đến đây các em thấy xuất hiện x trừ 5 là nhân tử chung. Các em đặt ra ngoài, x trừ 5 là nhân tử chung, vậy trong ngoặc nó sẽ còn lại là 3x trừ đi 1. Như thế là cái phần tách hạng tử, phần tách hạng tử này, các em đã nắm được cái phương pháp là chúng ta tách cái số giữa thành hai số có tổng chính bằng hệ số của số giữa, tích bằng cái số cuối nhân hệ số số đầu. Và khi mà chúng ta tách ra được rồi thì các em chỉ ghép mà hai số đầu với nhau, hai số cuối với nhau là các em có thể làm dễ dàng được phần này. Và đã nắm được cách làm thì cái phần tách hạng tử này nó quá là dễ, đúng không nào? Đấy, chúng ta không còn phải sợ cái phần tách hạng tử nữa. Chúc các em làm bài thật tốt trong bài thi cuối học kỳ 1 của môn toán lớp 8 nhé. Cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Ủng hộ cho cô thì các em hãy chia sẻ video và nhấn đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video bài học tiếp theo.